ăn cá biển nhiều có tốt không? Bạn được biết, cá biển rất tốt cho sức khỏe, và đương nhiên ăn nhiều cũng sẽ tốt. Vậy thực sự ăn nhiều cá biển là tốt là có lợi gì? Ăn cá biển là tốt, nhưng có một số người ăn quá nhiều cá biển lại không tốt. Đương nhiên, vì cá biển là thực phẩm ít chất béo, giàu omega 3, vitamin và khoáng chất. Dầu cá rất tốt cho mắt và trí não, và nhiều lợi ích sức khỏe khác. Ít chất béo, giàu omega 3. Cá chứa rất ít chất béo, không có lợi. Đồng thời lại giàu omega 3 là nguồn cung cấp DHA dồi dào, giúp thúc đẩy hình thành chất xám trong não và kích thích phát triển não bộ. Omega 3 còn rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, nhất là não bộ, giúp giảm nguy cơ sinh non. Giàu protein, vitamin và khoáng chất. Protein của cá rất dễ hấp thụ, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Trong cá có chứa nhiều vitamin thiết yếu như E, D, phosphor, magie, kẽm và iốt. Một số loại cá như cá hồi còn chứa canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch. Ăn cá đều đặn hàng tuần cung cấp lượng omega 3 cần thiết để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh tim. Omega 3 còn giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu và giảm hiện tượng máu vón cục gây tắc nghẽn mạch máu, giảm viêm nhiễm và chứng đau khớp. Omega 3 trong cá, đặc biệt là cá biển, cá thu, cá hồi, cá nục, cá ngừ, có tác dụng làm giảm chứng viêm nhiễm và đau khớp ở người, giảm nồng độ cholesterol. Cá chứa rất ít cholesterol so với các loại thịt khác, bằng nửa so với thịt gà. Ăn nhiều cá giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, ngăn chặn Alzheimer và chứng mất trí nhớ do tuổi tác. Chúng xuất hiện ở những người có nồng độ DHA thấp hơn nhiều so với bình thường, khiến cho chức năng não kém hơn. Bổ sung cá và DHA sẽ giúp ngăn ngừa chứng bệnh trên. Giảm nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu đưa ra kết quả 32% người có thể giảm ung thư vú khi sử dụng dầu cá. Nếu kết hợp cá trong chế độ ăn uống, nó có thể làm giảm nguy cơ phát sinh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Có một số người ăn quá nhiều cá biển lại không tốt vì hàm lượng thủy ngân cao. Các loại cá biển, nhất là cá thu, cá hồi, là những loại chứa hàm lượng thủy ngân khá cao. Nếu ăn nhiều thủy ngân có thể tích tụ và gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt phụ nữ mang thai, ăn quá nhiều cá biển lại tăng nguy cơ sinh non, thiếu tháng, hay thậm chí sảy thai do năng lượng thủy ngân trong cơ thể. Để giảm tránh mối nguy hại trên, nên ăn cá biển với chế độ hợp lý, ăn một lượng vừa khỏa phải. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nên ăn khoảng 2 suất ăn có cá mỗi tuần với lượng khoảng 100 gram bữa. Cá biển cũng là mối nguy hại cho người mắc bệnh gút, bệnh rối loạn chức năng máu, bệnh xơ gan và bệnh lao. Bệnh nhân gút
là bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến ăn uống do nồng độ axit uric quá cao trong huyết tương. Cá rất giàu purin, khi vào cơ thể sẽ phân hủy thành axit uric. Vì thế ăn càng nhiều cá sẽ làm cho bệnh gút nặng hơn nếu bạn đang mắc bệnh. Người bị rối loạn chức năng máu như giảm tiểu cầu, dễ chảy máu, thiếu vitamin K nên ăn ít cá. Nguyên do cá chứa một số chất có thể gây ức chế tiểu cầu, làm tăng rối loạn chức năng máu của người bệnh. Bệnh nhân xơ gan. Khi bị xơ gan, cơ thể gặp khó khăn trong sản xuất yếu tố đông máu kết hợp tiểu cầu thấp có thể gây chảy máu. Trong trường hợp này, người bệnh nếu ăn nhiều cá biển, cá mồi, cá trích, cá ngừ sẽ làm bệnh trầm trọng hơn. Bệnh nhân lao. Bệnh nhân lao ăn nhiều cá có thể gây ra dị ứng, có thể dẫn đến buồn nôn, nhức đầu, thậm chí nó còn có thể khiến tim đập nhanh, tiêu chảy, đau bụng, khó thở hoặc tăng huyết áp và tệ hơn là gây chảy máu não. Với những trường hợp mắc bệnh trên, ăn nhiều cá biển không thực sự tốt và phải cẩn trọng khi ăn cá. Dù là thực phẩm rất có lợi, nhưng cá biển nói riêng và cá nói chung vẫn không tránh được những điểm bất lợi cho sức khỏe con người nếu dùng quá liều, dùng không đúng cách. Vậy nếu cơ thể bạn khỏe mạnh, muốn ăn cá để tăng cường dinh dưỡng có lợi, hãy sử dụng theo khuyến cáo của khoa học nhé.